cứ tiếp tục. Vừa rồi thầy đã chỉ cho các em xong lý thuyết về cái quá trình đẳng tích cũng như nội dung của định luật Shackler, cũng như đường đẳng tích, các đặc điểm chú ý vân vân. Và để minh họa rõ hơn cho phần lý thuyết mà thầy đã trình bày trước đó, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các ví dụ minh họa của bài ngày hôm nay. Chúng ta đi vào ví dụ số 1. Chúng ta cùng nhìn đề. Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Shackler? A. P sắp xỉ với T, T tuyệt đối. B. P trên T tuyệt đối bằng hàng số. C. P sắp xỉ với T độ. D. P1 trên T1 tuyệt đối sẽ bằng P2 trên T2 tuyệt đối. Thế thì nếu như bạn nào đã chú ý cái bài giảng của thầy và nội dung của định luật Shackler thì bạn hoàn toàn có thể trả lời được ngay lập tức. Nhớ cho thầy đó là gì? Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định thì áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Với nhiệt độ tuyệt đối nhá. Nhớ thầy này, nhớ thầy nhắc lại này, nội dung định luật Shackler nói rất rõ là trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định thì áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Như vậy thì A đúng, đúng nhỉ? Quá trình đẳng tích này. Quá trình đẳng tích thì P trên T sẽ bằng một hằng số. Sẽ bằng một hằng số. Thế thì chắc chắn đề bài đây là không phù hợp. Không phù hợp thì đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. P tuyệt đối với T đây là sai. Nhớ chưa các em? Nhớ kỹ điều này nhá. Cứ liên quan nhiệt độ tuyệt đối mới được, còn T độ C thì không được. Ok chưa?